Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình có một chủ đề muốn chia sẻ với tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Những người nào đó đang có con nhỏ và đang làm giấy đi sang Mỹ thì có lẽ là cũng sẽ thắc mắc là khi mình có con nhỏ, mình qua bên Mỹ này mình sẽ gặp những khó khăn như thế nào, hoặc là mình sẽ có thuận lợi ra sao. Thì mình sẽ nêu lên những cái lợi ích và những cái khó khăn bất cập khi mà mình có em bé nhỏ và chuẩn bị đi qua Mỹ sinh sống như thế nào nha. Cùng chia sẻ thông tin mà mình đưa ra giúp cho mọi người có thêm một ít gì đó gọi là hành trang đi đến một cái đất nước Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới nha. Mời mọi người nha. Việc đầu tiên là khi mà mình có em bé thì mình sẽ nói về cái việc lợi của khi mà mình có em bé trước khi mình đi sang Mỹ nha. Là việc lợi đầu tiên là mình sẽ làm giấy rất là thuận lợi. Và thứ hai nữa là những cái việc đó là mình khi mình làm giấy là cái nơi mà họ làm giấy họ sẽ tin tưởng hơn và họ ít làm khó mình hơn. Vì họ biết là hai vợ chồng là kết hôn thật, cho nên cái việc mà làm giấy thì các bạn sẽ làm suôn sẻ hơn và ít gặp trục trặc hơn. Điều thứ hai đó là khi mà các bạn đi qua nước Mỹ này á, thì các bạn sẽ gặp một cái khó khăn nhất định, đó là cái việc con bạn quá nhỏ, các bạn sẽ không gửi cho ai được hết. Nếu như các bạn con bạn thì trên 1 tuổi thì các bạn có thể mướn babysit, gửi babysit cho những con người họ chuyên có cái bằng cấp họ giữ babysit ở nhà, hoặc là họ có cái trung tâm họ giữ, đó là những người họ giữ babysit. Thì một ngày tùy theo nơi, thì có nơi thì 40, có nơi thì 50 hoặc 60, đó là tùy theo nơi và tùy theo cái giá cả mà hai bên họ nó tham khảo cùng với nhau và trao đổi với nhau. Thì cái điều tiếp nữa là khi các bạn có con nhỏ ha, thì các bạn khó đi làm, và nếu như mà chồng của mình mà hiểu mình á, và chồng của mình thông cảm cho, và chồng của mình dễ dãi có thể cho con mình đi đi gửi babysit, thì cái chuyện đó là rất là dễ dàng. Các bạn có thể là đi học, đi làm và đi kiếm tiền, và mình hòa nhập với cuộc sống Mỹ nó sẽ sớm hơn. Còn đối với những cái người mà khó như ông xã của mình á, thì họ sẽ không cho các bạn đi làm và họ bắt bạn phải ở nhà giữ con. Vì các bạn biết không, khi mà mình mới qua đây, mình chưa biết tiếng Anh, tiếng U, mình chưa có gành đường xá và mọi thứ đều khó khăn, thì công việc làm của các bạn, cái giá thành của nó sẽ rất là rẻ và họ mướn mình rất là mềm. Cái việc mà họ mướn mình rất là rẻ tiền. Đôi khi là một ngày các bạn làm chỉ đủ được cái tiền mà các bạn gửi con các bạn thôi. Và các bạn biết là khi mà mình gửi con cho người ta giữ thì cái chuyện chăm sóc của người ta thì có thể là nó sẽ không hoàn hảo giống như là mình là mẹ mình chăm sóc con được. Cho nên nếu như một người cha người mẹ nào đó mà kỹ lưỡng và sợ con mình giống như là không đầy đủ, và người khác có thể làm té, hoặc là đôi khi họ giữ không kỹ, thì cái chuyện đó là coi như là những người chồng hoặc những người mẹ đó sẽ họ sẽ không chịu đi làm, họ sẽ ở nhà giữ con. Đó là cái khó khăn thứ hai, là các bạn có rất khó có thể đi làm và rất khó có thể yên tâm giao con mình cho người khác. Rồi còn nếu như mà mình chấp nhận mình giao con mình cho người khác, mình chịu cho giao con cho người khác, thì cái việc đó thì cũng có thể là các bạn sẽ hòa nhập cuộc sống Mỹ nó dễ hơn. Và các bạn biết không, khi các bạn qua bên đây, các bạn gửi con mình đi học, thì khi mà mình đi làm á, cái việc mà mình đi làm á, một là cái công việc đó rất là rẻ, hai là các bạn sẽ làm neo, tại vì thường là người Việt mình qua đây chưa có bằng cấp, chưa có cái gì hết trơn, thì họ sẽ học làm neo cho nó nhanh, và cái thời gian mà họ học cái bằng nó rất là mau. Và cái việc làm neo họ không cần phải nói nhiều, họ chỉ cần làm thôi, chỉ cần tay nghề là được. Bản địa nhiều, họ chỉ cần là làm sao cho đẹp, cho cái người đó hài lòng là được rồi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mà các bạn mới qua, tay nghề bạn chưa có, rồi tiếng nói của bạn cũng chưa có thành thạo nữa, thì cái việc mà họ trả lương cho bạn rẻ là có chuyện bình thường. Vì cái người mà họ, người ta có license, người ta đi làm rồi, bắt đầu người ta có khách nhiều rồi, mà một ngày họ kiếm chỉ tầm khoảng 100 cho tới 120 một ngày thôi. Đó là những cái ngày mà quân bình đó nha. Còn những cái ngày đắt thì mình tùy hỷ thôi. Còn những cái ngày ế thì bạn có thể là một ngày
được bộ hai bộ móng thì khoảng 30-40 đồng. Mà các bạn biết khi mình gửi con mình thì một ngày thì đã rẻ nhất là cũng đã 40 đồng rồi. Quân bình cũng đã 40 đồng rồi. Mà nếu như bữa đó mà các bạn mà mài dũa móng tay móng chân cho người ta mà không đủ 40 đồng mà coi như ngày đó bằng lỗ, là bạn phải bù tiền vô để lo cho con mình. Và mình á, thì cái cuộc sống của mình khi mình bước qua đây á, là mình gặp khó khăn rồi. Con mình quá nhỏ. Và cái lứa tuổi mà học sinh ở bên đây họ, mấy bé đi học á, là 4 tuổi gửi nhà trẻ và 5 tuổi là đi học lớp 1. Thì khi mà con của mình á, nó còn nhỏ như vậy á, mà mình gửi 4 tuổi mà mình gửi đi nhà trẻ, mình nếu như mà mình đi làm được và cái công việc của mình ổn định và mình có thể có được cái đồng lương kha khá thì mình mới dám gửi con mình. Tại vì gửi con mình là một tháng tới 1.000 mấy lận. Mà nếu như một tháng mà các bạn không đủ một số tiền 1.000 mấy thì coi như là các bạn đi làm mà các bạn gửi con các bạn mà các bạn còn phải bù tiền thêm nữa. Đó là lý do tại sao mà thường những cái ông bố và mẹ mà cưng con quá và không muốn con đi học á, thì thường bắt những bà mẹ đó ở nhà giữ con. Trong đó có ông xã của mình, thì ông xã của mình bắt mình phải ở nhà giữ con, mà em ở nhà em giữ con đi để cho nó kêu bằng nó tốt hơn, nó an toàn hơn. Mà nhiều khi á, mình hả, mình giữ con mà còn đôi khi còn không vừa lòng với ổng nữa. Cho nên các bạn biết không, cái điều khó khăn mà cái người phụ nữ mà họ lấy chồng mà chồng cưng con quá, đó là cái nỗi khổ của người phụ nữ. Nếu như mà lấy chồng mà cái người chồng đó họ chịu cho cái người phụ nữ đi làm, à, khi mà bước qua nước Mỹ này họ chịu cho con họ đi babysit và họ chịu đi là cho vợ họ đi làm, thì có lẽ là cái người phụ nữ đó sẽ dễ dàng hơn và sẽ dễ thở hơn đối với những người phụ nữ giống như ông xã của mình. Làm cho Minh rất là mệt. Tại vì ông cưng con quá, ông cưng con đến nỗi là đôi khi Minh giữ con mà ông còn không hài lòng nữa. Có những điều ông còn không hài lòng, ông còn mắng giết mình nữa. Thì các bạn nghĩ đi, làm sao các bạn gửi con cho người khác được. Và ông nói một điều là ông không muốn con ông cho ai giữ hết trơn á. Bây giờ là Minh phải ở nhà giữ. Còn cái điều cơm nước gạo tiền á, thì để ông kiếm. Ông không cần phải Minh phải đi kiếm. Bây giờ lo cho con ổng đi, đến khi nào con ổng đi học được thì muốn đi học hay là muốn đi làm gì đó thì đi. Chứ còn bây giờ là ổng dứt khoát ổng không cho. Đó. Thì các bạn biết không, khi mà mình về ở chung hai vợ chồng thì cái việc mà bất đồng quan điểm, mà mình nghĩ một đường mà ổng nghĩ một đường, thì coi như là hai vợ chồng sẽ cấu xé cãi nhau hoài. Và nếu như các bạn cứ cãi như vậy hoài đó, thì gia đình nó sẽ không hạnh phúc. Và mình chọn cách là im lặng và không nói nữa. Ok, nếu như anh muốn gì thì ok, tôi sẽ không nói nữa và tôi im lặng. Tôi sẽ làm theo ý anh. Và mẹ mình cũng nói là thôi kệ đi, bây giờ hả, dù gì nghèo, dù gì thì bây giờ nó cũng đã túng thiếu rồi, thì bây giờ mà cứ đi làm đi chăng nữa thì nó cũng không dư và không khá lên được trong một ngày một bữa. Thì bây giờ lo con trước đi. À, bây giờ hả, cũng giỏi lắm thì 1-2 năm nữa thôi, chịu khó ở nhà với nó 1-2 năm nữa thôi, thì khi nào nó lớn nó đi học được đi rồi bắt đầu mình làm. Bây giờ cái số mà nghèo thì nó vẫn nghèo thôi, mày có gấp gáp thì nó cũng không có giàu lên được. Đó là lý do là tại sao mà mình nói là khi mà mình có con nhỏ là nó có một cái điều lợi thì là nó giúp cho các bạn đi qua nước Mỹ nhanh hơn. Nhưng mà cái điều hại đó là mọi thứ đều rất là khó khăn đối với mình, kể cả khi các bạn đi chợ, các bạn đi đâu đi đó thì các bạn cũng phải na bé theo. Mà nếu như mà mình kỹ lưỡng, mà chồng mình nó kỹ lưỡng á, thì nó đi na ngoài đường nó sẽ thấy là lạnh quá nó sẽ sợ con nó bệnh cảm, nóng quá nó sẽ sợ con nó nóng bị cảm nắng, rồi hả ẩm ra ngoài đường thì sẽ sợ bị dị ứng em bé đó, em bé nó bị dị ứng với phấn rồi đó, rồi còn lạnh quá thì sẽ sợ nó bị viêm phổi. Ô, nó rất là nhiều điều để mà cái người đàn ông phải sợ và cái người cha người mẹ mình phải sợ. Cho nên hả, cái điều mà khi mà trời nắng thì ẩm con mình đi chợ bắt đầu cái phải lo nắng cho nó, mà theo kiểu nắng quá thì bắt đầu nó khóc, nó quấy, nó khóc. Và trời lạnh quá thì mình phải chùm cho nó thật là kỹ. Cho nên cái điều khó khăn là khi mà mình có con nhỏ qua đây là các bạn phải chịu áp lực và các bạn phải chịu gồng gánh dữ lắm để có thể vượt qua cái thời gian đầu đó rất là khó khăn. Vì nhưng mà mình nghĩ thì thôi kệ, ở nhà với con, ví dụ như có buồn một chút xíu thì cũng có con để mình chơi, mình nói chuyện với nó thì mình cũng cảm thấy vui vẻ, chứ không có đến nỗi là phải bị stress nặng đến mức là phải điên khùng hay gì đó. Nhưng mà nó có một cái
cái khó nhất định nó làm cho mình rất là bức bách và khó chịu. Mà mình bảo đảm nếu như ai mà tinh thần mà nó hơi yếu, hoặc là cái người nào đó mà không có giữ vững niềm tin, hay là luôn mà cảm thấy phải đi đây đi đó, những người mà quen đi đây đi đó và bạn bè tụ họp đồ thì chắc sẽ bị điên đó. Vì Minh cũng là một một trong số trường hợp đó, và theo kiểu Minh lúc nào cũng phải là có bạn có bè, hoặc là qua nhà cô nhà dì chơi. Và cái lúc mà Minh không có đi đâu được đó, là bắt đầu Minh cảm thấy muốn khùng lên và muốn phát điên lên, và bắt đầu lúc đó mình cảm thấy là mình rất là nóng nảy, khó chịu lắm. Đó là lý do là tại sao mà mình lại làm video này chia sẻ đến thông tin tất cả chị em nào đó mà sắp qua Mỹ. Thì mình nghĩ là cái điều này có thể là nó là cái chuyện thường tình đối với một số trường hợp nào đó, nhưng mà đối với mình thì cái điều đó là nó cả một quá trình để mình có thể vượt qua. Nó giống như là một cái khúc sông mà đang bão táp phong ba, mình phải chèo chống qua cái khu vực đó vậy đó. Khi mà các bạn nằm trong cái hoàn cảnh đó, các bạn sẽ biết được cái cảm giác nó rất 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 là khó chịu, và nó làm cho mình bị căng thẳng thần kinh rất rất là nhiều. Và chưa kể là những cái lúc mà mình mới qua đây là mình bị áp lực về cái thời rồi cái cuộc sống mới, rồi cái con người mới và những cái văn hóa mới. Mình bị hai ba thứ nó dồn dập lại với nhau, nó làm cho mình cảm thấy là mình muốn phát điên lên. Thật sự chính xác phải dùng hai từ là phát điên. Mình cảm thấy là mình muốn phát điên lên vì cái cuộc sống này nó giống như nó vồ lấy mình, nó làm cho mình kêu bằng phát hoảng á. Cho nên nó hỏi ngày hôm nay mình muốn lên đây chia sẻ một cái video với tất cả mọi người ngắn ngủi thôi, nhưng mà mình nghĩ là cái điều này là sẽ giúp ích một số người nào đó. Nếu như các bạn mà chưa qua bên Mỹ á, mà con các bạn còn khá nhỏ, nó chưa có đủ 4 hoặc 5 tuổi đi học á, thì các bạn nên cứ ở Việt Nam chơi đi, chơi đến khi nào mà khoảng 4 5 tuổi con của các bạn mà chuẩn bị tới cái lứa tuổi mà đi học rồi đó, hả, qua bên đây là chỉ cần là lúc đó là qua đây là đưa mấy bé vô trong trường học rồi mình cũng đi học luôn, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn khi mà mình qua trước thời gian đó và không có ai phụ giúp mình cũng không đi làm được. Và chưa kể là những cái người mà ở gia đình của họ ở bên Việt Nam khó khăn và họ cần đồng tiền, họ cần phải đi làm và kiếm tiền gửi về bên Việt Nam, thì nên chờ con các bạn hơi cứng cứng một chút xíu, ví dụ khoảng 3 tuổi 4 tuổi gì hả, qua Mỹ thì lúc đó thì các bạn có thể thoải mái hơn. Nếu như cái người chồng của bạn mà giống như ông xã mình vậy đó, là theo kiểu là không chịu gửi con ai cho ai, ví dụ như không có tin tưởng bất cứ ai để giữ con của mình hết, thì nên đi trễ trễ đi. Còn những cái người đàn ông mà theo kiểu mà họ chấp nhận cho con họ đi học này kia nọ và họ dám đẩy con họ ra xa để cho con họ hòa nhập với cuộc sống, thì ok, các bạn có thể đi càng nhanh càng tốt. Nhưng mà nếu ai như mà lấy chồng giống như Minh đó, mà nó yêu thương con nó đến mức mà nó cảm thấy ở đâu cũng có thể là làm hại đến con ổng, thì nên nên chờ con khoảng 5 tuổi 4 tuổi đi hả, đi qua Mỹ 4 tuổi thì chờ 1 năm thôi thì nó sẽ đỡ hơn là bây giờ mình đi qua đây là nhóc 1 tuổi, mà bây giờ nhóc 3 tuổi là 2 năm mình ở nhà rồi, bây giờ mình cũng phải chờ thêm 2 năm nữa, hơi lâu nhưng mà thôi cũng gắng chịu thôi. Có lẽ là video mình sẽ kết thúc tại đây, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình, luôn luôn lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng cũng như những cái điều mà khó khăn trong cuộc sống của mình luôn đem lên đây và tâm sự với tất cả chị em, thì cũng nhận được khá nhiều là cái sự đồng cảm của tất cả anh chị em. Thì ngày hôm nay cuối video mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh em trong thời gian qua. Nhớ đăng ký subscribe nếu như các bạn vẫn chưa đăng ký subscribe kênh của mình nhé, và hãy bấm một cái like để ủng hộ tinh thần của mình, và đừng quên bấm cái chuông để mình sẽ cùng gặp nhau vào hàng tuần, và cũng như vào mỗi tối khi mà mình lên livestream thì tất cả mọi người có thể lên tâm sự trực tiếp cùng với mình. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau.